Chị cho em hỏi là đây có phải mật ong rừng không ạ? Đây là chả biết có phải mật ong rừng không. Em bảo là mật ong rừng thì đi lấy rừng bảo các ong đi. Mật ong à? Ừ. À. Nó mấy thằng này nó đi nó lấy cái mật ong này chưa chín thì nấu lại. Tôi là chín đấy, phải nấu chín mới ăn. Ăn tươi là tùa đấy chị nhờ. Ừ. À. Tôi là tùa luôn. Tùa luôn. Phải nấu chín thì ngon ngon thì mới ăn được, ăn lúc nào ăn được. À. Đây hiện tại là chị đang nấu mật ong ở khu vực gọi là rất là bí hiểm các bạn nhá. Này mình không tiết lộ đâu. Nấu khoảng bao nhiêu lâu thì chín được mật ong hả chị? Nấu cho nó sôi. À, nấu cho nó sôi lên ạ. Vâng, nấu cho nó sôi thì mới ăn được. Mình có bỏ thêm chút đường mà cho nó ngọt chứ nhỉ? Không thì mật ong nó sao mà nó ngọt nhỉ? Mật ong pha rừng pha quả nó ngon lắm. Rồi nấu như này thì ăn chín chín thì mới ăn được. Thì ăn tươi thì pha rừng pha quả thôi thì chế đấy. À, tùa đấy đúng không? Tùa đấy, ăn tùa. Pha cứ giống thôi thì ăn nhau thì chế đấy. Nhưng mà nấu lại thì không chế rồi. Đây là các trợ lý cho chị nấu đồ ăn đây. Đang quạt củi. Chị tên là gì ạ? Tên là Su. Chị Sui ạ? Su ạ. Su? Ừ. Nhà chị ở đâu? Sapa. Nhà Sapa. Thế chị bán hàng mật ong được lâu chưa? Hôm nay thôi. Hôm nay mới được? Ừ. Ôi, gặp ngay chị hôm nay mới bán mật ong lần đầu tiên. Ừ. Vâng. Ừ. Như chị có con chỗ đâu nè. Bạn này, bạn gái này cũng giỏi quá nhờ. Cũng giúp mẹ à? Mẹ là bà? Mẹ chứ. Mẹ à? Đây là chính, đây là quy trình chế biến món mật ong rừng của các bác đồng bào người Mông bán ở Tây Bắc này nhé. Đun sôi lên à? Trung bình có bao nhiêu lâu nó mới sôi chị? Thì khô thì 15 phút. À thế à. Nhưng mà nấu lâu thì phải 20 phút. Nấu lâu phải 20 phút, còn có nhiều củi thì nhanh thì 15 phút. Vâng. À. Thế bỏ ra nguội nguội là bán luôn. Vâng. Vâng. À thế à. Phải làm như thế mới ăn được. Vâng, phải làm như thế mới ăn được đúng không? Vâng. Thằng nón như thế mà. Vâng. Rồi không nấu thì nó tại vì là ông nó ăn pha rừng pha quả đấy. Vâng. Thì nó ăn thì nó chết. À. Nấu cho nó cái pha đấy nó chín thì ăn thì không chết. À. Tôi khai đi đấy. Rồi ok, cảm ơn chị nhá. Vâng. Thôi, bắt tay thì ngại, chúc chị nấu xong mẻ này bán đắt hàng nhá. Vâng. Vâng. Nguyên chất hả? Nguyên chất hả? Nguyên chất. Mật ong rừng nguyên chất đây. Bây giờ mình lại cho lên đun hả chị? Cho lên đun lại à? À thế ạ. Nấu lại đi. Vâng, nấu lại ạ. Không để lâu quá nó thiêu chị nhờ. À thế ạ, vâng vâng. Dạ nha. À vâng. Đây ạ. Lại một chị nữa ra nấu mật ong tiếp các bạn ạ. Anh nó chủ chủ mình nấu mật ong à? Không, mình chỉ mình có dám chụp đâu, mình chỉ nói thôi. Chủ đi về cho khai xăng à? Để anh đi về. Bên sau cổ để chở khai lên tay đây là tôi chưa nhau kiểu để chở khai tết rồi. Mật sau khi nấu xong thì sẽ được đổ vào xô ở đây các bạn nhìn chưa, sau đó để hướng dẫn cho nó nguội để còn chín má, chứ không để lâu thì nó nóng. Bác bạn cùng ăn bán cùng bán à? Vừa bán vừa ăn ạ. Này mà chính đồ sạch đấy. Giới thiệu với cả nhà, đây là món nhộng ong nhá, do các anh người Mông vừa đi lấy ở trên rừng về. Ui, anh chọn nè.
Đây là nhộng ong xịn luôn đấy nhờ. Xịn luôn đấy. 100%. Đúng không? Đây là lấy trên rừng quốc gia Hoàng Liên về đấy. Kia cả thì đúng. Đúng bỏ má gì? Đúng. Cái này là bán bao tiền một cân đấy anh? 200.000 một cân. 200.000 một cân á? Vâng. Thế chỗ kia, cái này về làm món gì hả anh? Mình có món gì ăn cũng được, làm ngon. Làm món gì cũng được. Cái này ăn thế này cũng được hết. Món nhộng ong này là ong này là gọi là ong gì anh nhỉ? Ong đất. Ong đất ạ? Cho ăn xem tí. Chanh xí ra chắc phủ nhìn đây. Xí ra chắc chìa nhiều là. Xí ra là hành lý. Cho xí ra. Nhà thế này thì bao giờ mới được một cân nhỉ? Anh cái nhà đây một tí một tí về 6 rượu thôi. Tí về 6 rượu à? Không bán à? Không bán. À. Đi ra đây có 6 rượu. Có cũng được. Nó đi tìm. Đây nó đi làm để uống rượu cho anh. À, đi tìm cả ngày mới được từng này á? À? Chỗ này được 2-3 cân không anh nhỉ? Không được đâu. Này năm lạng. Năm lạng đấy. Nó là không biết đâu. Năm lạng hết thì khoảng 1 cân nhỉ? Từng 1 cân thôi. Ở mỗi kia gì đó. Còn những cái đáng là chả nhận nhau hát là. Cái gì hả? Điều. À. Ông này nó có mật ông anh hay là chỉ là ông quan này ông này là ông nhộng thôi, quan nhộng thôi. Ông nhộng thôi đúng không? Ông nhân danh phải rồi. Ông mật nó là một loại khác anh nhỉ? Đúng rồi. Nhiều loại. Ông mật. Thiếu chi cái con đấy bên trong còn nhớ tất cả nhiều. Anh có hay đi tìm cái ông này không? Nhiều. Anh có hay đi tìm cái ông này không? Cái này nó có tiền hay ạ. Dạ. Thì không biết tiền nó có người nó biết tiền. Anh đi mua ở chỗ khác về thôi gì chứ không phải mình đi lấy đâu gì. Đây là cái đấy thế xem đề đấy. Dạ. Nhiều quá. Này nhổ bao giờ mới xong một đống này nhờ? Ăn thì nhanh đúng không? Một gắp một phát thì hết nhiều mà. Làm thì lâu. Vâng. Anh đang thái ớt đây để cho vào xào mấy con ong đó. Được rồi. Con nhộng ong ạ. Cách chế biến rất đơn giản các bạn ạ. Như các bạn thấy đấy, thì nhộng sau khi lấy ra thì con xào qua một chút, sau đó cho nước vào đấy, đun khi nào nó cạn nước thì là ong là ok là ăn được. Bây giờ ăn là không ok đâu, mẹ nó đốt vào lưỡi cho thì không mà chết. Đây, nhộng ong bắt đầu sôi rồi đây. Úi, cho nhiều ớt cay thế này thì ngon lắm này. Ở đây cái gia vị chế biến rất đơn giản các bạn nhá, nhộng mà sau khi cho vào kèm với nước một chút muối về ớt thôi chứ không cho gì tinh tinh anh nhỉ. Như này nó đã ngon rồi đúng không? Đúng rồi. Cho nhiều đồ vớ vẩn gia vị vào lại không ngon. Nhộng đồ để nó thơm, nó chả thơm đâu. Nó không thơm. Nhưng mà cái này trẻ con không ăn được rồi, cái này chỉ người lớn ăn thôi, ớt cay lắm. Được đấy. Chả cái này làm gì anh? Chả làm đốt. Làm đũa? Là đũa, cay cái này. À. Đấy, do đình như này cũng xa đấy nhỉ? Vâng. Anh khi nào mà anh đi rừng cho em đi cùng mới được không? Được. Đấy. Đang xào đấy. Đây này các bạn nhìn thấy chưa? Ong sau khi mà các anh ở đây nhá bắt lấy mật đấy thì bây giờ còn cái con ong thì bỏ ra xử lý để anh em tí nhậu luôn nhà anh nhỉ. Còn mật kia là phải nấu cẩn thận đấy, không nó không đau bụng. Cái mật này nhá mà ăn luôn đấy là nó sẽ bị đau bụng đấy các bạn nhá, vì ong trên rừng nó ăn rất nhiều con ăn linh tinh anh nhỉ. Phải ăn ít thôi, ăn là thú rồi. Đấy. Ăn một ít thì làm thuốc rồi. Bốn lần ăn một chén rồi. À thế ạ. Khoan được ăn nhiều nó không được. Con ong này không được ăn nhiều anh? Ăn cả ong thì ăn được. Ăn mật à? Mà thì làm thuốc rồi. Cái này ăn một, làm một, uống một chén thôi.
Mỗi ngày uống một chén để làm thuốc thôi nhỉ? Vâng. Chứ thằng nào tham ăn nhiều là tùa đấy đúng không? Không tùa nhưng mà nó hay nóng bụng quá. Đúng. Ngon. Tí nữa mình lấy nước vào tí cháy. À, phải cho một chút nước vào các bạn ạ. Thằng đang làm này bắt đi mua rượu là không được đâu. Đúng rồi. Đây là mà đang trước khi được đun sôi này. Trước khi được nấu đúng không? Nấu xong rồi nó mới chảy ra nhỉ. Đây, món ngon đã xong. Má chị cho. Má chị cho. Đấy, giữ gì ở đây? Vâng. Đấy. Ta tỉnh đi. Chốt đỉnh cho nó sáng. Các anh uống khỏe nhỉ? Mưa thật à? Nóng ăn nhá, một tí đấy. Ôn nó từ từ đấy. Ăn từ từ nó uống rượu nhiều. Dạ. Nó vui ngâm mồm. À, Nhâm Nhi. Một nồi này tí đã hết rồi. Có nhiều mà. Nên là cho để điệt. Đó. Tôi cho tua luôn vui. Bỏ ông chú Nhâm Thị An không? Đây người Thái Lan. À, người Hàn Quốc. À, Hàn Quốc. Hàn Quốc. Em ăn thử không? Không. Ăn đi. Quá ngon này các anh này, quý lắm các anh ấy mời đây. Quá là ngon. Em không biết ăn cái này là ngứa. À, ngứa. Ngứa thì có một số ngứa. Ngứa thì để anh gãi cho. Đúng rồi. Đúng không? Trong ngứa mà không gãi được. Anh có cái để gãi được mà. Cái của mình gãi tốt đấy. Cái của mình nó gãi tốt mà. Kiểu gãi thì cũng gãi được mà. Còn một chỗ còn gãi được. Cũng gãi được hết nhỉ? Vâng, gãi được hết. Ok. Tao tốt thôi lại rồi đấy. Tốt thôi đó lại xong. Ngồi đi anh, ngồi đi. Anh. Mời em cảm ơn. Thiệt luôn này. Thế trên này cũng được. Có lý do ở đó nào? Dạ. Em xin phép ăn một tí nhá. Các bạn thấy ngon chưa? Ông nhầm ông đấy. Thật không ạ? Nhớ coi có thủ. Nhớ ạ. Nhớ ạ. Nhớ ạ. Ngon là bùi lắm anh ạ. Bùi lắm. Đây, chú chán rượu đây. Vâng. Rồi, em mời các anh nhá. Vâng. Xin mời. Chúc sức khỏe các anh. Chúc anh lần sau bắt được tổ to hơn nhá. Vâng. Em đi tổ nhá. Vâng, cảm ơn anh. Quay phim tổ nhá. Vâng, vâng. Rồi nhá. Có coi. Ôm anh. Không đi. Có. Nó nó cho mà nó. Nó nó mà. Ui, ngon quá. Em làm thiệt đấy. Chị lên này. Chắc hết rồi. Kết mà. Ừ. Một chị chưa chị đi đâu. Ngon lắm các bạn ạ. Ừ. Ngon lắm. Thế thì. Ê, chưa chị ba. Có chén nữa. Đây. Đây. Ô mà ngon điên à. Ngon thật đấy. Ngon. Ngon quá anh ơi. Lần đầu tiên được ăn ngon như này đấy. Nhiều cân to mà ngắt tay này ngon hơn. Có nhưng mà con to thế bảo đắt lắm mà. Đó. Đắt đó. Đây để không nờ để con đấy nó đốt mẹ là con tua này trên nhiều lắm sợ đâu mà không cả con đen đen như là cái con già nhá. Vâng, cảm ơn. Đây mời các anh ạ. Và chúc sức khỏe các anh nhá. Vâng. Vâng. Hôm nào anh đi rừng cho em đi với nhá. Vâng. Gì anh ơi? Đó là hai đứa cháu ấy anh. À. À có xuống máy để viết xuống máy cho mày. Dạ vâng, ok. Tí nữa. Một tí viết vào xuống máy cho mày ông nào có thì mở. Ok. Nhỏ quá nó lại đi. Mà đấy sao chuẩn đưa mà. Ừ. Làm đi. Ngon quá. Ngon.
Cá đê đê là cam già, cam chá trắng là cam nhũng. No. Con đen đen là con ong già. Nó bảo vệ con. Chó của nó đi. Nó quang không có là quang nhưng mà nó sáng nở. Nó sắp sao? Đi kiếm ăn được rồi. Nó sắp đi tán gái rồi. Hôm nay mình rất vui các bạn nhé. Hôm nay được gặp các anh người Mông ở đây. Rất là vui. Vì đã. Vâng. Các anh cho mình thưởng thức cái món này. Dạ. Ông đi. Hết nha anh nhá. Làm một chén hết luôn nhá. Anh nào còn hết luôn. Vâng. Chúc sức khỏe các anh nhá. À, mình sẽ uống phát hết một chén rượu luôn. Ủa, xin lỗi. Ừ. Xong lại ăn một tí đi. Ôi ôi. Ăn một tí này thấy ngon mồm. Vâng, ăn nhiều tốt lắm. Rồi. Ăn một tí tí này thôi các bạn nhá. Rồi, cứ ăn đi. Ngon quá. Khoác vào với. Đây bao tiền? 20.000 đó. Ôi ôi. Ông này không biết rốt dạo hả? Mời các anh ngồi nhá. Em sau khi mà đang nấu ra thì nấu xong thì cho ra chai như này các bạn nhé. Chai thì nửa lít, chai thì một lít, hơn một lít. Một lít rưỡi. Trung bình thì bán bao tiền một chai hả chị? Chai bé thì bao tiền ạ? Chai bé 100. Chai bé thì có giá là 100.000 các bạn nhé. Đây. Chai bé này là 100.000 này. Còn chai to một lít rưỡi này là bao tiền ạ? 300.000. À. Không phải 300 một triệu á. Chai to này là có giá 300.000 các bạn nhá. Chai bé này là 100.000. Còn mà cái bình như này hả chị? Cái bình này là bao tiền ạ? Bình đã trang 200. Bình này là 200.000 này các bạn nhá. Trang giới một chai to này. Hải quan thọc khóa. Nhá, thôi nhá. Một chai. Mua một chai 250. Nhớ. Mua một chai cho mình đi. Mua một chai đi qua bên đi nhớ không được. Đi mua không ạ? Nhá là gì được hàng trả tiền đâu mà. Răng gấu ấy. Ôi cái này là răng con gấu à? Con này chả giống con gấu gì cả. Con nhìn lừa tôi à? Con này giống kiểu răng con lợn rừng ấy. Lại với cháu đến phàn nàn là chụp nhiều kiểu này là phải ấy rồi. Phải mua mà đông rồi. Chụp nhiều kiểu đấy. Cho tiền lên à, theo như Hải được biết nha, cái công nghệ mà nấu mật ong ở đây là rất là tốt. Cái mật ong ở đây để khoảng 2-3 năm đúng không nhỉ? 2-3 năm không vấn đề gì đúng không? À. Rất là hay. Rất tài tình. Biết tao mà. Dô mà. Mật ong rừng xịn đấy, mua đi. Biết tao mà. Biết tao thì một chơi. Mua thì mình thử vào nữa nhé. Thử vào nữa tốt lắm. Không mua mẹ ông nè, mua không đây. Mừng một chai cho mình đi. Mơ này cơ. Một chai 250 bán cho cô một chai. Trèo đá gần chết mới được một tí mật về. Đi 2-3 ngày mới được một tí mà trèo đá phải thật thẳng khôi thẳng đi rơi như mơ đấy. Trèo đá. Đây là chị này là chị tên là gì nhỉ? Chị tên là gì? Su ạ, à, Hằng Thị Su. Hà Thị Su ạ. Hằng Thị Su. Hảo Thị Su à? Hằng Thị Su ạ. Hằng à? Hằng Thị Su. Hằng Thị Su. Đây là chị Hằng Thị Su nhá, chị là nghệ nhân nấu mật ở Thác Bạc này các bạn nhá. Mua đây, mua đồ ăn đi. Ai bảo là không nấu mật ong thì lên đây mình theo mình đi rừng thì treo đá chết thì mơ thì thơ nhá. Treo đá chết thôi. Ai bảo là không phải mật ong rừng đấy, theo mình đi đấy. Sau một lúc mà các chị này mời mãi mà mình không mua thì chị rất là tốt. Chị bảo không mua thì cho một quả ăn. Ăn xong rồi cút đi chỗ khác để còn chị còn bán hàng. Ngồi đây ám quẻ chị quá. Này, anh có tình thì cho anh ăn một quả. Không, này. Thôi cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị nhá. Ok, thôi cảm ơn em không ăn đâu. Ăn đi. Thôi. Ăn thử đào như mông đi. Thôi, đào như mông, đào mông kinh lắm. Ăn đào, ăn đào kinh thôi. Không cho đâu mà này, ngon lắm. Cho ăn thử đi. Ăn đi. Các bạn lưu ý nha, đây là đào đầu vụ ở Sapa. Đào ở Sapa thì nó còn có rất là nhiều lông này.
đúng không? Vỏ rất là giòn, ngon. Chung cơ bản mà. Thôi vậy ăn cho nó ngon ngon, người ta thi ta mới ăn chứ. Thế cái đào này là bán bao tiền một cân hả chị? 50.000 một ký. Đầu vụ là 50.000 ạ. Và nếu mà nó giữa vụ thì nó rẻ thôi nhỉ? Dạy cho khách ở chỗ đây chị này, chị sợ mình là dạy cho khách là mật ong là thế lọ thế kia thì không mua. Mật ong của chị mà xịn thì làm sao mà phải lo. Chị để mua cho một chai đây, nó như kìa. Này, chú anh nhau lá rồi mua một cân đá ăn chơi đi, hãy rất lùa. Đây là cầu thủ đã phát hiện ra hãy đang sao lại chú nhau kiểu thế nhỉ? Cho cái muôi mật vào mồm nào ha. Này, à đây này, chị này lại ra lại không cho chụp này. Chị này xinh thế này mà không cho chụp ảnh này. Nó chung nhau thế này. Chung nhau nhiều kiểu thế, người ta chửi thế, cái quả nó tông lên thế.